Anh nông dân năm nay cũng ngót nghét 50 rồi. Sáng anh không thèm xôi, tôi cũng chẳng trà đá. Khi ăn xôi anh đầy đít nóng mọc lắm mụn. Uống trà đá thật nhiều đêm về ngủ được đâu. Anh nông dân năm nay vẫn chưa thấy vợ con gì. Có mấy cô hàng xóm đêm đêm sang đòi cày cấy. Nhưng anh nông dân đây quan điểm vẫn rất rõ ràng. Anh nói anh già rồi em xin mấy chị về cho. Chuyện ngày xưa khi mà lên 8 tuổi, có bé ở bàn bên cứ đòi sang nắm tay. Chợt giật mình nhận ra ba mẹ em đã dặn, tớ vẫn đang còn bé cậu đừng làm liền. Và ngày lên 2 sau em đầy máu, mang dream của ông nội sang làng bên tan hoa. Rồi em hóa đá nói em xin hỏi, này anh đẹp trai gì ơi, anh có uống bia rượu? Thật lòng bia thuốc lá không chơi nhá. Không nhậu khuya về hôm chẳng chơi bạc đen suốt đêm. Rượu bia anh không uống, anh hơi kém. Thôi em bye bye anh trai, sao anh đàn ông kém ghê. Sao anh đàn ông kém ghê. Kém lắm. Sao anh đàn ông kém ghê. Còn non lắm. Sao anh đàn ông kém ghê. Tự tin à. Sao anh đàn ông. Anh kể luôn cho em nghe nghị định 100 vừa mới ban hành. Ông nào lái xe uống rượu phạt ngay mấy triệu, anh đây xin cạch. Gái gú thì anh đây tàn rẽ, kiếm đồng tiền khó làm em mê. Chẳng qua là anh không thích một khi đã nhách uống hơi đi phê. Lại chục năm lên 36 tuổi, dưới gốc đa có em chân dài, mặc quần jean bán nước sao. Thấy em xinh đến lại làm quen. Ô cô em xinh xinh không biết em đã lấy chồng. Tụi em vẫn nằm không đêm có hay dậy chồng mong. Hai anh dạy em đây, con của em sắp lấy chồng. Nếu mà anh dạy thích em xin gả vợ cho. Anh nông dân chân run nhanh đạp xe chạy mất hình. Số anh đen vay lúa chắc vay lên chùa dài đen. Có duyên năm đi theo con làm lễ để cắn tình. Cuối năm nay được ngay con sẽ lấy được vợ luôn. Ok. Rồi một hôm anh đạp xe bán giò. Có bánh giò thật to, em nào mua tôi bán cho. Và rồi từ đằng xa có một cô gái rất đẹp, vẫy vẫy tay với em lại đây làm cái. Mình rồi ăn xôi hay bánh? Em ăn chuối ạ. Xôi là không thèm đâu vì ăn nhiều bông lắm hoa. Này em ơi hai lô. Sao đắt thế? Anh gì ơi đẹp trai mà mua anh thôi quá trời. Này em vô duyên thế. Ông đầy bé vứt mẹ luôn xuống mương, lần sau phải luôn dễ thương. Dạ thôi em xin lỗi, em biết lỗi. Ok em ê, lần sau đừng ngu đừng nên láo nha. Giờ 50 vẫn ê nhưng vui lắm. Sáng là bát mì tôm chứ mang lợn đi tắm sâu. Tình yêu anh không có nuôi con chó. Thế là anh mừng vui vì con có chó đây rồi. Tiền thì anh không thiếu, mang đi biếu. Anh chỉ ăn mì tôm cộng thêm vài cốc nước cam. Độc thân nhưng vui tính, ôi sao sướng. Anh lại ăn mì tôm giản đơn vậy thôi mỗi ngày. Anh nông dân năm nay vẫn còn trình nguyên. Anh nông dân năm nay vẫn cười thật duyên. Anh nông dân năm nay thấy mồm còn hôi. Anh nông dân năm nay đã 80 rồi. Anh nông dân năm nay vẫn còn trình nguyên. Anh nông dân năm nay vẫn cười thật duyên. Anh nông dân năm nay thấy mồm còn hôi. Anh nông dân năm nay vẫn ép A-Lòi. Mày bảo ai 80 tuổi vẫn ép A-Lòi cơ? Tao nói ném cu mình xuống sông cho mày chết cả họ mày bây giờ. Ồ lao.